Bonjour mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hòa, nơi chia sẻ những điều thú vị của cuộc sống. Tiếp tục chuyến hành trình khám phá đất nước Pháp, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến những địa danh khác của đất nước này và Hòa tin chắc rằng những địa danh sau đây sẽ vô cùng hấp dẫn. Và sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến một đất nước tuy nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp, đó chính là quốc gia Luxembourg. Nào, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu chuyến hành trình thôi. Let's go! Xin chào buổi sáng Paris. Hôm nay thì Hòa bắt đầu đến với cái ngọn đồi Mont Lanz. Mọi người có thể thấy là phía sau Hòa đó chính là Vương cung Thánh đường, hay còn gọi là nhà thờ Thánh Tâm. Đây là một trong những địa điểm vô cùng nổi tiếng. Ở Paris thì rất là nhiều nhà thờ. Nếu mọi người có thể đến với thành phố Paris thì có thể nói là đâu đâu cũng là nhà thờ. Nhưng mà ngôi nhà thờ này vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt ngoài việc là nó là một vương cung thánh đường, còn có một kiến trúc rất là khác lạ so với các nhà thờ khác. Lịch sử của ngôi nhà thờ này bắt đầu từ năm 1870, khi đó mà Louis thứ 3 sau khi đã bại trận ở Sedan thì nước Pháp cũng khá là loạn lạc, người dân thì phải đi ra săn bắt những thú rừng xung quanh để sống, và trong một cái thời kỳ vô cùng đen tối đó chính là người dân nước Pháp đói rất là nhiều và chết cũng gần hơn 30.000 người đó mọi người. Lúc đó thì giáo hội của Thiên Chúa Giáo đã nghĩ rằng là do Thiên Chúa đang trừng phạt loài người, thế là đã quyết định quyên góp để xây lên ngôi thánh đường này. Và ngôi thánh đường này được xây từ năm 1875, mà mãi đến năm 1910 thì ngôi thánh đường mới bắt đầu được khánh thành. Để xây dựng ngôi thánh đường thì đã có một cái hội đồng chuyên môn công bố những cái bản thiết kế, và một cái thiết kế được thắng giải đó chính là một cái thiết kế theo gọi là nghệ thuật Roman và Byzantine nha mọi người. Cái kiến trúc này thì khá là giống, mọi người thấy giống như là Thổ Nhĩ Kỳ không? Vì nơi đây là một trong những cái kiến trúc được lấy cảm hứng từ những mái vòm của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi xây dựng ngôi nhà thờ này, cái đồn này thì nó ở dưới nó là đất sét, nên nền khá là yếu, nên người ta đã cho xây 83 cái cột, và mỗi cái cột thì móng á mọi người, sâu tới 33 mét, để tạo nên một cái thế vững chắc cho cái ngôi nhà thờ này. Chào đón mọi người đến với viện bảo tàng Louvre. Đây được xem là một trong những viện bảo tàng gọi là lớn nhất thế giới, cũng như là viện bảo tàng có nhiều hiện vật trưng bày cũng nhiều nhất thế giới. Và thêm một cái nhắc nữa, đó chính là viện bảo tàng này là một trong những viện bảo tàng được thu hút nhiều du khách nhất hàng năm trên thế giới. Khởi nguyên của nơi này thì không phải là viện bảo tàng nha mọi người. Trước đây vào năm 1190 thì vua Philip đã cho xây dựng ở đây một cái pháo đài, một trong những pháo đài rất là rộng lớn và kiên cố tại thành phố Paris. Và tiếp sau đó nơi đây trở thành cung điện hoàng gia của nước Pháp. Nhưng đến khi mà ông Louis thứ 14 di chuyển cái cung điện của mình ra Versailles thì nơi đây trở thành một cái viện bảo tàng lưu trữ những cái hiện vật mà Pháp đã lưu trữ được. Sau này thì viện bảo tàng này còn lưu trữ rất nhiều cái hiện vật nổi tiếng trên thế giới. Chắc chắn sẽ nhớ đến bức tranh của nàng Lina Musa hay là tượng nữ thần về nữ. Để đi cái viện bảo tàng này thì mọi người mất khá là nhiều thời gian. Ở nơi đây có bán vé là một ngày, một tuần và cả một tháng đó nha mọi người. Có thể cho thấy là nơi đây rất là nhiều hiện vật để những người yêu nghệ thuật khám phá và chiêm ngưỡng.
Hi, xin chào mọi người. Hòa đã rời xa thành phố Paris để đến với một cái thành phố nhỏ hơn của nước Pháp, đó chính là thành phố Reims. Như mọi người đã thấy, phía sau Hòa là một đại công trình vô cùng đặc biệt của nước Pháp. Hòa dùng rất là nhiều từ đặc biệt về các công trình ở nước Pháp ha mọi người ha. Vì nếu mọi người có đến với nước Pháp thì sẽ cảm nhận cũng giống như Hòa thôi. Vì ở nơi đây có rất nhiều công trình đặc biệt và rộng lớn và độ tinh xảo cực kỳ. Phía sau Hòa đó chính là nhà thờ Reims, một trong những nhà thờ ở một cái thành phố nhỏ của nước Pháp thôi. Nhưng mà ngôi nhà thờ này vô cùng là rộng lớn. Cái tháp chuông này cao tới 87m. Nhưng mà cái độ cao của tháp chuông nó không phải là cái yếu tố quyết định nên sự nổi tiếng của ngôi nhà thờ này. Mà cái ngôi nhà thờ này được biết đến là một trong những cái ngôi nhà thờ được các nhà vua Pháp chọn nơi đăng quang của mình. Còn bây giờ hãy cùng Hòa khám phá nhà thờ Reims nha mọi người. Thấy những điều mà Hà đang thấy không? Trời ơi, cái tháp chuông này và cái bạch tiền chính của nhà thờ được tô điểm bởi rất rất nhiều bức tượng mọi người ơi. Mà mỗi bức tượng mà có độ tinh xảo rất là nhiều. Tuy ngôi nhà thờ này được xây dựng trên một cái ngôi nhà thờ cũ trước đó. Và cái ngôi nhà thờ này cũng hứng chịu nhiều bom đạn trong thời Thế chiến. Nhưng mà mọi người có thể thấy là hầu như là các bức tượng còn nguyên vẹn. Chánh Reims này họ thấy yên bình hơn hẳn nha mọi người. Nên mọi người mà đến với Pháp thì có thể đến với thị trấn Reims này nha. Chia tay với nhà thờ Reims thì Hòa lại đến một cái thành phố nhỏ khác của Pháp, đó chính là thành phố Metz. Nếu mọi người mà cảm thấy thành phố Paris ngoài những công trình kiến trúc đồ sộ mà còn quá là xô bồ và nhộn nhịp thì Hòa nghĩ là mọi người cũng nên chọn những cái thành phố nhỏ của Paris ha. Tại vì ở châu Âu cũng như là Paris thì các thành phố nhỏ thì sẽ yên bình hơn, khung cảnh sẽ dễ nhàng và có thể là thích hợp với Hòa. Ngoài cái việc là chúng ta có thể thưởng thức những cái công trình kiến trúc đặc biệt tại Paris. Đây, mọi người có thấy không? Thành phố này là khá là nhỏ. Và Hòa đang dừng chân để đến một cái gọi là một con đường mua sắm nhỏ nhỏ thôi của cái thành phố này, để ăn món bò bistec, để xem món bò bistec tại Pháp như thế nào các bạn nhé. Thì nếu mọi người muốn một cái không gian yên bình để tận hưởng được cái sự nhẹ nhàng thành gọi là đúng chất Pháp thì mọi người cũng có thể nên đến các vùng quê của nước Pháp nha mọi người. Đây chính là một cái thị trấn nhỏ của Thion thôi, nhưng mà khi đến đây thì mọi người sẽ cảm nhận được là con người cũng như cảnh vật ở đây nó yên bình hơn Paris rất là nhiều. Nhưng mà Hòa thì chỉ gọi là đêm một đêm thôi để tiếp tục chuyến hành trình đến với Luxembourg. Chúng ta hãy cùng đón xem để xem cái vương quốc
Luxembourg nhỏ nhắn nó sẽ như thế nào nhé. Chào mọi người đến với Đại Công Quốc Luxembourg. Đây là một trong những cái quốc gia mà duy nhất trên thế giới bây giờ còn được cai quản bởi một đại công quốc. Luxembourg có diện tích khá là nhỏ thôi mọi người, nhưng mà Luxembourg hiện nay được xem là một trong những đất nước gọi là giàu nhất châu Âu đó mọi người. Với GDP hàng năm của người dân thì gần tới 3 tỷ Việt Nam mình đó. Đất nước tuy nhỏ thôi nhưng mà rất là giàu có. Hồi xưa Luxembourg giàu có là bởi vì vô tình phát hiện ra được một cái quặng thép đó mọi người. Sau đó thì họ chuyển qua nông nghiệp và chuyển qua trồng hoa hồng. Luxembourg là một trong những cái quốc gia nổi tiếng và xuất khẩu hoa hồng. Ngày nay thì Luxembourg bên cạnh trồng hoa hồng đem lại hàng tỷ đô la cho đất nước, thì họ còn đánh mạnh vào tài chính và ngân hàng. Thời tiết Luxembourg bây giờ thì khá là lạnh, hàng đang lạnh tê tái nè. Hôm nay ở làng kia thì Thayon thì nó không lạnh bằng, nhưng mà qua đây thì khá là lạnh rồi đó mọi người. Rồi, chúng ta cùng nhau khám phá Luxembourg nhé. Trong phương ngữ của tiếng Đức thì Luxembourg có nghĩa là một thị trấn nhỏ. Nơi đây thì mọi người thấy là nó khá là nhỏ bé, xinh xắn thôi. Nhưng mà Hà nói hôm nãy đó, Luxembourg hiện thời là một trong những cái quốc gia vô cùng giàu có. Và nơi đây có rất nhiều trung tâm tài chính, các công ty tài chính đặt tại Luxembourg nha mọi người. Vì họ có một cái nguồn tiền khá là dồi dào của châu Âu. Luxembourg thế nè, không quá xô bồ như Paris, nhưng mà nơi đây rất là thanh bình và đẹp. Những cây cầu siêu cao bắc qua những cái thung lũng để vào thành phố của Luxembourg, mọi người thấy không? Lạnh quá mọi người ơi, chắc đây là một cái quốc gia mà Hà thấy lạnh nhất trong cái chuyến đi lần này. Tưởng là không lạnh nhưng mà khi tới với Luxembourg là khá là lạnh. Trời thì hơi ẩm một chút xíu, nếu mà chúng ta có một chút nắng xen kẽ qua những chiếc lá vàng thì tốt biết bao. Luxembourg là một, như Hà nói nãy giờ đó, Luxembourg là một trong những quốc gia vô cùng giàu có, nên mọi người tới đây sẽ thấy là các phương tiện giao thông của họ rất là đẹp và rất là mới, và điều đặc biệt là hoàn toàn miễn phí cho người dân. Nên người dân Luxembourg thì rất là chuộng chọn những cái phương tiện giao thông công cộng. Đây mọi người thấy không, nếu mọi người đi vào mùa thu thì có thể thấy là những lá vàng và những chiếc cầu và cái công trình kiến trúc ở đây nó rất là đẹp và nó nhẹ nhàng lắm mọi người, chứ nó không phải là cái gì đó quá là hoành tráng đâu. Nên mọi người mà có thời gian thì hãy quay trở lại Luxembourg nha. Hà tin chắc rằng Hà sẽ phải dành thời gian, nếu mà có thời gian thì Hà sẽ quay lại Luxembourg một lần nữa để khám phá thật sâu và thật kỹ thành phố quốc gia này.
Vậy là hành trình khám phá năm nước châu Âu của Hòa đến đây cũng sắp kết thúc. Nếu mọi người muốn xem lại những địa danh mà Hòa đã từng đi qua thì hãy bấm vào kênh của Hòa hoặc bấm vào góc trái của màn hình để đón xem nhé. Vì biết đâu đó là những kinh nghiệm hữu ích dành cho mọi người trong chuyến du lịch châu Âu sắp tới. Và nếu mọi người yêu thích những chia sẻ này thì đừng ngần ngại cho Hòa một like và một subscribe, cũng như bấm vào những chuông thông báo để đón xem những video clip mới nhất của Hòa nhé. Và bây giờ cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người ở những video clip tiếp theo. Bye bye.